Xin mời tất cả những thành viên chúng ta từ người giới thiệu về mình. Rồi. Music. Dân chơi thành phố lớn, dân chơi thành phố lớn đẹp. Khi tôi là dân chơi all night long. Nga chicken all top, anh hai ở trên tôi. Dân chơi hàng dưa qua thứ ba, chơi từ hàng xóm tới hàng dưa, chơi từ khi ở trên niết bàn. Hay quá ba ơi. Khi bị lưu đẩy xuống trần gian, ôi sao ngơ ngác. Chưa chơi thì chưa biết, phải chơi rồi mới biết. Yeah. Làm ơn đi, làm đi về chỗ. Có cái nón không cho ngà. Nói về cái câu chuyện của anh hai á, anh Ngọc á, là cái cách mà anh đối xử không công bằng với mọi người á, đặc biệt là hơi thiên vị. Đúng rồi, thiên vị với cả hai anh chị đó. Dạ. Thôi anh bào che và hai đứa đó. Mà cho là bao che đi thì đó là điều anh hai ảnh tự nguyện mà, phải không anh hai? Đó, thấy chưa? Cái này người ta gọi là quyền gì đó. Quyền anh. Không phải, tào lâu đi. Quyền anh. Quyền huynh thế phụ. Đúng rồi. Đúng. Quyền huynh thế phụ. Thì anh là huynh. Bớt nói cho sang đi. Con nhỏ kia, mày muốn gì hả? Thôi cái gì không nghe nói hả? Tôi nói cái gì sai hả? Chứ mày nói gì là đúng. Mà nói nhiều á, hai người cũng không hiểu đâu. Đừng cho chỗ này lên TV. Rồi. Cắt ra. Chúng tôi đã chuẩn bị đến đây là một số phần quà dành cho người đã bị phạt. Táo hả? Ăn táo hả? Ăn lá táo. Không, ăn lại trái táo người ta ăn. Đây là những miếng chanh chua nhất. Tôi sẽ nói sự thật. Cô thề đi. Cô thề cô sẽ nói sự thật đi. Em mà nói dối là gian bán ý đi. Em mà nói dối là gian bán ý đi. Ai là người ăn nhiều nhất? 1, 2, 3. Tại vì Vinh xui, Vinh vô cái vai ăn nhiều thôi. Thôi đừng có bao biện. Cái gì nó cũng ăn được chứ. Chỉ cần là người thương á thì ăn cái gì cũng ăn. Nói chung là như vậy đó. Ai là người nói nhiều nhất hết? Rõ ràng anh là người nói nhiều nhất. Anh hai là ví dụ như là chưa quen thì sẽ không nói, nhưng mà quen rồi thì nói rất là nhiều. Nói mà trong lúc người ta ngủ vẫn lo dậy người ta. Đó dậy thì nói em dậy đi, dậy nghe nói nè, dậy nghe nói nè. Ai là người đúng giờ nhất? Hết anh. Hay vậy ta. Hồi nãy mày lên trễ hơn anh. Rõ ràng theo trình tự mà đến có mặt tại trường quay là đầu tiên là chị Hồng Anh và anh Thái Hòa, xong tới em, xong tới là Thúy Ngân, xong tới là Nhã Phương, xong tới Thúy Vinh, xong tới Thúy Vinh. Thúy Vinh hả? À, Thúy Vinh hả? Thúy Vinh. Tôi bị liệu. Anh hay quá, anh hay quá. Bây giờ là em. Ai là người kỹ tính nhất? Hết. Kỹ tính hả? Rồi khi ăn là phải kiểu như là phải rửa tay bệnh. Rồi. Ông này là bị bệnh. Ông phải sắp xếp đồ theo màu quần áo, là anh Hòa rớt miếng bánh mì nè, chụp miếng bánh mì dọn liền. Cây táo nở hoa lúc 21 giờ thứ hai đến thứ tư trên kênh Vi Giải Trí. Đón xem Mau Kẻ Săn Người độc quyền trên Vion 22:30 thứ tư thứ năm hàng tuần.